Chào các bạn đã quay trở lại video của mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một video về một ngôi chùa rất đẹp và nổi tiếng ở tỉnh Quảng Ninh. Hẳn nhiều bạn cũng nghe nói về ngôi chùa này rồi. Đấy là chùa Ba Vàng. Hôm nay mình đi tham quan cảnh chùa Ba Vàng vào ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch đầu tháng các bạn ạ. Đến đây thì mình thấy cảnh quan thiên nhiên ở dưới chân của ngôi chùa rất đẹp. Đặc biệt là mình rất ấn tượng với rừng thông và cảnh quan của ngôi chùa nơi đây. Như phía xa xa là trên video các bạn đang thấy mình quay bay flycam bay từ trên cao, quay cảnh đẹp của chùa cho các bạn xem ấy. Hôm nay mình đi thì cũng vắng thôi các bạn, cũng không vào dịp lễ hoặc là những ngày trọng đại gì của chùa, nên là du khách thập phương đổ về đây thì cũng không nhiều. Chùa Ba Vàng thì là ngôi chùa nằm tọa lạc ở lưng chừng núi nha các bạn. Phía trước của chùa thì nhìn ra con sông lớn. Chùa thì nằm ở núi Thành Đẳng, thuộc phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Chùa Ba Vàng thì cũng là một ngôi chùa được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa trên triền núi có tòa chính điện lớn nhất Việt Nam. Còn về lịch sử hình thành của chùa Ba Vàng thì chùa được xây dựng vào năm Ất Dậu, năm 1706 dưới triều vua Lê Dụ Tông. Trải qua thời gian và sự tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh, chùa Ba Vàng đã trở thành phế tích. Vào năm 1988, chùa được tôn tạo trùng tu lại bằng gỗ. Đến năm 1993 thì chùa được xây dựng lại, các di vật của chùa xưa hầu hết không còn. Chỉ còn lại một cây hương đá, một tấm bia linh vị thiền sư và những viên tảng kê chân cột. Trải qua những năm tháng thì chùa đã nhiều lần được trùng tu, tôn tạo. Vào tháng 1 năm 2011, để đáp ứng nhu cầu tu học của nhiều tăng ni, Phật tử và Hoàng Dương Phật Pháp, ngôi chùa Ba Vàng một lần nữa được khởi công xây dựng với quy mô lớn, khang trang và đẹp đẽ. Ngày nay chùa trở thành một trong những địa điểm du lịch ở Quảng Ninh thu hút du khách nhất định phải ghé thăm mỗi khi có dịp đến Quảng Ninh. Chùa thờ Phật, Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng và Chư Liệt Vị Tổ Sư. Trong chùa có nhiều pho tượng bằng gỗ được đặt ở các vị trí khác nhau như Quan Âm Bồ Tát, Phật A Di Đà, Tam Bảo, Tam Thế, Ông Thiện Ông Ác. Còn đây là hình ảnh mà khi mình từ trên cao của chùa quan sát ra phía xa đấy các bạn. Phóng tầm mắt nhìn xa ra thì là có một dòng sông rất lớn, rồi là thành phố Uông Bí. Cảnh quan nói chung là cực kỳ đẹp luôn các bạn. Khi các bạn đến đây du lịch, hôm nay mình đi thì thời tiết không được trong xanh cho lắm đấy các bạn. Nếu mà thời tiết trong xanh nhìn cảnh quan còn đẹp nữa. Mình quay video cho các bạn xem ấy. Vừa gửi tới các bạn là hình ảnh mình bay flycam các bạn ạ, quay từ trên cao cho các bạn cùng chiêm ngưỡng cảnh đẹp của chùa Ba Vàng. Còn bây giờ thì mời các bạn đi cùng mình đi tham quan chi tiết cảnh đẹp của chùa Ba Vàng.
Thank you.
video quay về cảnh đẹp chùa Ba Vàng của mình hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video rất nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.